Giám đốc bệnh viện thuê người đánh dằn mặt tình địch nhưng giết nhầm một phụ nữ. Liên quan đến vụ án bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và ba đối tượng khác giết người tại huyện Cai Lậy, công an tỉnh Tiền Giang cho biết nguyên nhân dẫn đến án mạng là do ông Nguyễn Văn Ngưu ghen tuông với vợ nên đã thuê các đối tượng này đánh dằn mặt tình địch. Cụ thể, do nghi ngờ ông Nguyễn Văn Đê, cán bộ của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Bè có quan hệ tình cảm với vợ ông, nên đêm 11 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu đã thuê một số đối tượng theo dõi đánh ông Nguyễn Văn Đê dằn mặt. Tuy nhiên, các đối tượng này đã ra tay giết nhầm bà Võ Thị Mười khi đi cùng xe mô tô với ông Đê dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, bà Mười đang điều khiển xe máy chở theo ông Nguyễn Văn Đề, cán bộ của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cái Bè, đi trên quốc lộ 1 hướng từ Cai Lậy về cầu Mỹ Thuận đến đoạn gần cây xăng Hồng Đức thuộc xã Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy thì bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên dùng dao đâm vào vùng sườn bên trái khiến nạn nhân gục ngã xuống đường. Các đối tượng tẩu thoát ngay sau khi gây án, sau đó dù đã lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng bà Mười đã tử vong tại bệnh viện trung tâm tỉnh Tiền Giang. Theo kết quả giám định, bà Mười chết do sốc mất máu cấp với vết thương thấu bụng, thủng ruột non. Công an sau đó cũng đã tiến hành bắt giam, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Ngưu, 57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy; Huỳnh Đức Trọng, biệt danh Trọng Mát, 37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè; Nguyễn Ngọc Hậu, biệt danh Hậu Má Voi, 26 tuổi, ngụ ấp An Hoa, xã An Cư, huyện Cái Bè; và Lê Quốc Đạt, biệt danh Hugo, 34 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy để điều tra về hành vi giết người. Đại tá Nguyễn Văn Nhật, giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên phó giám đốc công an tỉnh đã tổ chức đấu tranh truy bắt các đối tượng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, đến khoảng 23 giờ 30 ngày 8 tháng 4, công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên. Qua khám xét, công an thu giữ 50 triệu đồng, một vật nghi là lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án. Ngay sau khi bị bắt, lời khai của các nghi phạm rất nhỏ giọt. Đến trưa ngày 9 tháng 4, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đạt khai nhận với cảnh sát chính hắn là người dùng dao đâm bà Mười, còn những đối tượng khác cũng khai nhận hành vi của mình. Bước đầu xác nhận nguyên nhân giết người xuất phát từ sự ghen tuông tình ái và các đối tượng đã có chuẩn bị trước công cụ, phương tiện phạm tội, đồng thời đã có sự chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra. Trong các đối tượng bị bắt, Lê Quốc Đạt là đối tượng bị bắt đi cai nghiện bắt buộc ở Tri Tôn, An Giang.